Kính chào quý bà con. Thì Tova có rất là nhiều sản phẩm. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi chỉ tập trung là giới thiệu các cái sản phẩm mà có thể bà con sử dụng để mà phục hồi sau thu hoạch. Thì đầu tiên đó là cái sản phẩm gọi là Rayford 620. Sản phẩm này thì công ty Tova nhập khẩu từ Úc, và nó là cái thuốc trừ bệnh. Nó trị được nhiều loại bệnh, nhưng đặc biệt là cái đặc trị những cái bệnh mà do nấm Phytophthora gây ra. Thì cái hàm lượng hoạt chất của cái Rayford 620 cực cao, nó có 620 gram acid phosphorus trên 1 lít sản phẩm. Cái tỷ trọng rất là cao, riêng 1,6. Nếu bà con mà lấy cái chai bà con cân luôn á, cả vỏ thì nó gần 1,7 lần. Thì cái công nghệ sản xuất của sản phẩm này rất là hiện đại, gồm có công nghệ nano và công nghệ sóng điện từ. Cho nên cái khi bà con mà sử dụng Rayford 620 đó, thì thuốc nó dễ dàng thấm vào cây. Nếu bà con phun trên lá thì nó thấm vô lá, dẫn xuống tới rễ. Bà con tưới vào rễ thì nó thấm vô rễ, nó sẽ đi lên trên lá, cho nên gọi là lưu dẫn hai chiều. Về cơ chế của thuốc thì khi phun thuốc thấm vào cây thì nó sẽ kích hoạt cái tế bào cây, tiết ra cái chất tiêu diệt mầm bệnh và cái chất kháng bệnh. Cái chất này nó tồn tại trong cây trên 1 tháng. Nên Rayford 620 vừa có chức năng trị bệnh, vừa có chức năng phòng bệnh. Và sau khi mà thể hiện chức năng phòng trị bệnh rồi đó, thì nếu bà con xài, bà con để ý đó, là cây nó sẽ xanh đậm lá tốt. Có nghĩa là nó đã cung cấp thêm chất lân và chất kali cho cây. Thì đây là một cái sản phẩm bảo vệ thực vật, nhưng nó rất an toàn cho con người, cho môi trường và nông sản. Thời gian cách ly là có 1 ngày thôi. Vì cái khuyến cáo sử dụng đó, thì chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng Rayford 620 theo 3 cách. Là phun thì bà con pha là nửa lít, có nghĩa là 500ml Rayford 620 trên 200 lít nước bà con phun. Còn tưới thì bà con pha đậm đặc hơn nha, cái này lưu ý. Tưới thì bây giờ cũng đậm đặc hơn phun, là 500ml trên 100 lít nước thôi. Thì bà con tưới về gốc. Và cái biện pháp thứ ba đó là bà con có thể dùng Rayford 620 pha với một số loại thuốc bột, ví dụ gốc là Metalaxy hoặc là Mancozeb, bà con quét lên vết bệnh thì nó sẽ khô hết. Thì đây là cái sản phẩm Rayford 620. Để xem trọn bộ các chủ đề liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng, quý bà con truy cập vào link ở dưới phần mô tả, truy cập vào website toba.vn để tham khảo những sản phẩm mới nhất. Mọi thắc mắc hay hỗ trợ mua hàng vui lòng gọi vào số hotline 0904 17 17 19 để được tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.